Thưa quý vị, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2023 diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Vũng Tàu, với nhiều hoạt động như tham quan, học tập kinh nghiệm về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, diễn đàn chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, thách thức, cơ hội trong hoạt động đoàn và phát triển nền kinh tế biển, trải nghiệm không gian sáng tạo trẻ. Trong khuôn khổ của Liên hoan chiều nay 16 tháng 9, hơn 100 đại biểu thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh đã có chuyến tham quan, tìm hiểu một số doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn thanh niên các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ đã tham quan nhà máy nước hồ Đá Đen, nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, viện nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển, cảng dịch vụ và xây lắp cảng dầu khí Vietsopetro, phòng truyền thống Vietsopetro. Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong đoàn đã được giới thiệu về hoạt động, cơ chế vận hành của các cơ quan doanh nghiệp, tìm hiểu về những ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ.